Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình được mấy con cá lóc nè. Hồi mình chuẩn bị mình nấu cháo ăn. Được cũng mấy con cá lóc. Cái này cá lóc đồng. Rồi ăn hồi có rau đắng đắt nữa. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình chuẩn bị làm cá. Đó này, này rau đắng đắt với lại cái này nấm gơm. Rồi chuẩn bị gan gạo. Nhóm lửa chuẩn bị mình nấu cháo. Đâu gì lâu kiếm gì phải kiếm gì cái này người ta hát nhạc cao kê âm sầm chứ. Lâu với con gấu dẫn tối ngày. Gạo đắng, cái này gạo đắng đắt nè. Dao lục quá hả? Chuẩn bị phi ra củ hành tím. Chờ cho nó nóng cái sôi ra. Gạo rang rồi. Rồi chờ nước sôi ghê. Đổ vô xong cái có cá anh mặn rồi luôn chút bỏ vô nước cũng gần sôi rồi.
Rồi giác này đổ gạo vô, nước sôi rồi lưu viên gấu à, gặp cái này giỡn giỡn suốt luôn à. Chuẩn bị đâm muối ớt. Chanh này trái cũng bộn. Giấc này sôi rồi. Rồi giấc này cháo cũng gần nở rồi. Bỏ cá vô. Giỡn nữa. Chén quý ớt thấy thèm. Rồi giỡn này mình vớt cá ra. Chuẩn bị nêm nếm luôn. Bỏ hành lá xong rồi, cái này là xong luôn rồi, chuẩn bị ăn luôn. Làm muối ớt chanh, chuẩn bị ăn cháo cá lóc.
Cái đây ra này rau đắng đắt. Rồi lấy ra ngồi chừng quên. Mua rồi. Rồi bỏ cho nó lại nè chị. Đây nè chị. Đó. Cái nhà đá vườn không? Khu phòng quá trời phòng luôn. Lên dọn lên nè. Anh em mình xúm lại ăn. Rồi anh mày cô chú anh chị và các bạn ăn cháo cá lóc với mấy anh em mình luôn nha. Ủa thơm quá ha. Thơm phức luôn cái cá này. Nhà đá vườn luôn á. Cá lóc đồng. Đĩa đấy. Cái chị, nè, cho gọi tí đâu? Tí nò rồi. Tí nó mới ăn cơm hả? Cơ. Đây múc cho chị. Đây còn đổ một chén nóng nha. Cái này có ai? Mình ăn cái này có mẹ. Cái này có con này. Giá rồi. Ừ, hai giá rồi hiền hết rồi. Dâu đắng đắt đi. Dạ. Em bẻ cho mẹ. Cái hả? Ngon quá trời non luôn á. Dạ nha. Ồ, lâu lắm rồi mới gặp lại gia đình. Đầu cái lóc cũng ngon lắm. Anh đây đâu? Anh đây nè. Cái Nga lấy mấy cái muỗng không ơi. Đừng con hai cái lóc nó đừng có nó có vỏ nó đừng có bay ra nó chết cha nó rồi ha. Nó có vỏ nó bay qua cái mồm nó luôn rồi. Giữ thì. Hôm qua có con à? Hả? Có con hả? Mà chắc con đó còn ếch chứ không phải cá lóc đâu. Không, cá lóc dài vậy nè. Tụi đi thấy mà. Nó lên xuống cái tụt xuống lại cái nó phóng nữa. Dài khúc vậy nè. Thấy nó phóng một cái cù qua luôn. Hả? Ngồi lại đi cơ. Ngồi lại. 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 Sừng tương thôi đừng gì hả? Mời chưa? Bên mời cả nhà chưa? Bên mời chưa bạn? Mời bà cô chú đi bạn. Đứng gì chị? Chị đứng ngoài em. Ủa chị nhà đâu? Đứng chị. Chị đứng cá hả? Không em tới hả? Tới hả? Bên kia không tới hả? Hôm nay em mời chú để bệnh cá. Cá. Ủa em gấp được cá rồi luôn nè. Cái này đứng vô hả? Đó để chỗ trống đó. Chỗ trống đứng ra. Chị ăn nè. Chị ép chị quá chị. Đúng rồi gớm nè. Tới, để mẹ lấy cái mặt nè. Để con ăn ra, con à. Ngay vô hả con? Con lấy cái ghế lên đi con. Rồi, phải giờ tiếng này. Nè bông, con là sữa hả? Như vậy? Ăn rồi. Cho chị cái mũi thôi. Ừ. Ăn cái mũi thôi. Nè, vô con mũi qua đây nè, nó sữa qua. Nè, con có mũi gì. Chắc hơi lưu chắc vừa. Trộn lên đó con. Con cá không? Em lấy cá cho. Nó bị cá. Nó sợ xương á, không có ăn. Bỏ lông đắp vô ăn đảng. Nhẫn. Con mẹ hiền học quá trời luôn. Cái này hả chị? Nó nở đâu? Cua này là hết sảy luôn á. Cô là em đi trên Tiền Giang tỉnh cháu có lóc ở trên tỉnh ngay chỗ của Mỹ Tho đó. Là ăn cái cháu này nè. Cháu nuốt hơi lỡ chị. Không ngon chị, cháu là quá đi. Cái này cũng hay rồi nè. Bữa chị mua về nấu bán cá lóc đó, nó phải. Mà nhiều quá ăn nổi gì, chị mua làm cái mấy trăm cây gan. Lúc mà bắt nó lên nó cầm mua đá, con chàm tay nó xuống. Vậy sao? Vô đi vô quá rồi quay. Nó chui vô nó đụng chân ướt ngay mà. Giờ này nấu thì con lội vô. Bụng con chó này nó ngực chút làm sao không biết. Hằng ngày nó đổi tắm 2-3 lần vậy á. Nó vô cái hồ cá. Có nhiều người rồi, nhiều người lại coi coi rồi chứ. Gửi lại nó ngán tiền. Ăn rồi. Ê. Để nó đi. Con Nam luôn. Ê.
đi. Cậy đi. Nó quằn rồi quằn rồi nó chán rồi. Vô đụng giờ cả lúc mai không á. Thôi đừng ra đây. Này gớm vô cái chén đó rước ngoài luôn. Bùa quá. Gớm ngoài thằng lù nó làm ở gió luôn thẳng luôn kìa. Nó mừng luôn. Ủa Nga đâu vậy? No à. Ủa chưa ăn gì cho mày ngon hả? Mới ăn cơm á. Để cháo lâu quá. Để nổi rồi. Cá lộn lại nữa được. Dạ. Ăn được mà. Được. Đúng không? Được, đổ. Này cầm nhiều. Ngủ rồi. Đó. Cá lên nữa nghe tí. Dạ. Cái đó mà là... Cô nắm vô đã ngon ha. Cái nấm gôn ha. Ngon ha. Nấm gôn là đổ cá chứ nó ngại cá ngọt. Đổ ngọt lắm ngon. Ừ. Cái mùi hôi luôn. Ăn đổ mùi hôi luôn. Tại em nói... Cái nhà ăn cơm rồi đó. Ừ. Em ăn hai tô cơm rồi đó, hai tô luôn, hai tô rồi giờ qua này giờ làm là ba chén rồi nè, thêm chén thứ bốn. Dậu bao luôn kìa. Đau quá. Ngồi ở đây, ngồi đi đi. Bên anh dậy đi con. Cái ổ ong á, đặng ông bắt cái vàng cho mẹ. Tôi bắt rồi hả? Thấy không? Thấy rồi mẹ. Con thổi á, con thổi rồi con đút vào miệng ăn luôn. Ăn đi con. Ngồi dậy. Biết để còn xong. Cầm ha. Ờ con cầm gì đó rồi cái con đút vô. Ừ. Đó, à, giỏi. Giỏi lắm á nha. Ở đây chạy lên Trà Vinh. Có cái khúc nào mà khúc cây trăng Trà Lạc Ra á. Ờ biết rồi. Ở trên cái cục điện có cái ông á. Là bả lửa. Nó nằm ra trên cái đầu cục điện luôn á. Có đã. Lâu lâu rồi, thì cháu có lắm. Mà mày bỏ cháu gì nữa mà. Hả? Cơm hết rồi mày bỏ gì nữa cho. Hả? Còn bên nhà mình về anh Dứt này cũng im lắm mà, anh Thái lắm mà. Này đồ ăn đổ một hồi luôn. Thái lắm. Ừ, tới đây gái nè. Tại mấy anh chị em về tránh sớm. Bữa về tránh nổi. Ngon quá. Em cứng bụng luôn hả? Chán chán thứ 4 luôn nè. Ở thứ 4 luôn hả? Ăn cá hoàn là uống bụng bây giờ để ăn. Ừ. Mà tính được. Nước hả? Ừ. Nước. Đòi nước nha, xương đi. Ăn xong đi vũ luôn. Ăn đi vũ luôn con. Chiếu nữa xong rồi. Ăn cháo mà còn chút nó hết là gờ gác nữa con. Phải nóng cho thổi vậy mới ngon nha. Vừa hả cái rượu không ngon nè. Cũng ngon rồi. Chèn mới ngon. Vừa nóng vừa thổi ăn đổ mồ hôi. Để tắm mà đổ mồ hôi luôn rồi. Tiện cũng tiện ra chơi bầu. Nói về cảnh rồi chị. Nói nữa. Rồi giấc này mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.